Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Vẽ gì hay của Thảo Mai Mát. Và tiếp tục với chủ đề đó là Noel, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ vẽ một nhân vật rất là quen thuộc về khi mà nói tới Noel luôn. Đó chính là một ông già Noel như thế này. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thực hiện bức tranh này nhé. Với hành trình 15 phút vẽ mỗi ngày, chúng ta đã từng bước chinh phục được những hình vẽ đơn giản và cơ bản. Mọi người hãy tiếp tục nhấn đăng ký kênh Vẽ gì hay của Thảo Mai Map để mỗi ngày chúng ta luyện tập thêm những hình đơn giản nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.